Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì làm cái video theo đơn đặt hàng đó. Nói đùa thôi, có một vị khách hàng điện thoại cho tôi bảo rằng là chị Thu ơi, thế nào là cái quy trình khai nhận di sản thừa kế? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu rất là cơ bản cho quý vị và các bạn cái quy trình khai nhận di sản thừa kế nhé. Ví dụ vào khoảng năm 2000, ông A và bà B là vợ chồng. Thì năm 2000 ông A mất, trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả ông A và bà B. Thì như vậy tại năm 2000 các cái đồng thừa kế của ông A, trong đó mình sẽ chia như thế này quý vị và các bạn ạ. Mình sẽ chia 1/2 tài sản là của ông A, 1/2 tài sản là của vợ ông A. Thì vợ ông A còn sống và ông A có tổng cộng là 5 người con. Thì trong trường hợp này sẽ chia 1/2 tài sản chung vợ chồng này chia cho bà vợ và 5 người con, mỗi người được 1/6 cái di sản thừa kế. Vậy thì trong trường hợp này mỗi người bằng 1/12 của số di sản thừa kế. Rồi thỏa thuận như vậy, có tổng cộng 5 đứa con. Đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, đứa con thứ tư và đứa con thứ năm. 5 đứa con này. Và nhất thiết các cái anh chị từ số 1 tới số 5 này phải có ý kiến bằng văn bản. Nếu thiếu một trong hay là cố tình bỏ một trong các đồng thừa kế thì văn bản khai nhận di sản thừa kế sẽ vô hiệu. Trình tự là như thế nào quý vị và các bạn ạ? Nếu trong trường hợp các con từ số 1 đến số 5 đồng ý khai nhận di sản thừa kế, tôi nói về một cái bình diện chung nhất nhé. Năm anh chị từ số 1 tới số 5 ra cung cấp những cái giấy khai sinh nè, cung cấp về chứng minh nhân dân hộ khẩu đến phòng công chứng và phòng công chứng sẽ cho niêm yết trên đến ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Và hết cái thời hạn niêm yết này, nếu không có ai tranh chấp thì chúng ta sẽ ra ký một cái văn bản, trong đó là người vợ và các con từ số 1 đến số 5 sẽ ký vào cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Kết quả của thỏa thuận phân chia di sản là bà vợ và 5 đứa con này sẽ đứng tên đồng sở hữu căn nhà. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nói trong trường hợp này để trả lời cho quý vị và các bạn, đây là một trường hợp rất là cơ bản. Một cái quy trình khai nhận di sản thừa kế phải có ý chí của vợ và 5 người con từ người số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Nếu trong trường hợp cái người làm giấy tờ hoặc gia đình họ cố tình bỏ một cái người, bây giờ tôi đang ví dụ đi, hiện tại là đang có một cái người số 1 đang ở nước ngoài, mà cái anh dịch vụ anh bảo trời ơi, ông này ông đâu có cần thiết ở đưa ông vô làm chi, ở trời ở trong hộ khẩu giờ chỉ có 4 người thôi thì thôi đưa vào, thì cái văn bản mà ký ở phòng công chứng đó được xem là vô hiệu vì bỏ sót hàng thừa kế. Các bạn nhớ nha, cái quy trình khai nhận di sản thừa kế sẽ đi từ cái việc niêm yết ở ủy ban dân xã phường thị trấn cho đến các đồng thừa kế phải có ý kiến bằng văn bản tại phòng công chứng. Thì lúc đó cái sự tùy theo cái sự thỏa thuận của những người đồng thừa kế, tùy theo sự thỏa thuận của vợ và các con từ số 1 tới số 5 thì họ sẽ định đoạt cái di sản thừa kế của ông A như thế nào. Tôi đặt giả sử trong cái vấn đề chia di sản thừa kế của ông A, thì trong cái quá trình niêm yết ở ủy ban nhân dân phường thì có một cái đơn gửi đến tôi là con của ông A. Thì như vậy trong trường hợp này thì phát sinh tranh chấp, cái người con thứ sáu này
họ phải chứng minh cho và họ phải có ý kiến bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân phường: phường ơi, tôi là người con, cũng là người con của ông A. Vậy thì trong trường hợp này, di sản thừa kế sẽ chia cho 6 người con và bà vợ là 7. Con đã thành thai hoặc là con bằng giấy khai sinh. Trong trường hợp này thì di sản thừa kế sẽ chia làm 2 cho vợ trước, sau đó là của người vợ nhé. Rồi sau đó là chia cho 6 người con, bất kể là con trong thời kỳ hôn nhân hay con ở ngoài giá thú, miễn sao là cái người con thứ 6 này họ có giấy khai sinh là được. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng chúng ta không thể nào chủ quan và chúng ta không thể nào khai nhận một cái quy trình hồ sơ để bỏ sót một trong các đồng thừa kế. Và khi một trong các đồng thừa kế, nếu họ cảm thấy rằng ý kiến của họ là cần thiết phải xem xét lại cái văn bản thừa kế, vì tại thời điểm đó đã bỏ sót thừa kế, thì chắc chắn là cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế sẽ bị vô hiệu các bạn nhé. Và tính pháp lý của giấy tờ nhà nó cũng không ổn từ ngay gốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và khoảng đầu tháng 12 thì tôi sẽ live stream trên cái kênh YouTube với cái đầu tiên là hướng dẫn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu và có những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì xin hãy để lại comment ở phía dưới, và chắc chắn là tôi sẽ làm những cái chủ đề khác vào những cái tháng tới. Tuy nhiên rằng ưu tiên tháng 12 chúng ta sẽ đi rốt ráo một vấn đề là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn.